Xin chào các bạn. Đã lâu quá rồi tôi không có điều kiện làm clip để đăng tải trên kênh YouTube. Có rất nhiều các lý do mà tôi đã giải thích. Tuy nhiên thì một trong những cái lý do mà tôi rất là băn khoăn đó là làm thế nào để có thể là thay đổi được cái nội dung cũng như là cái format của các cái clip để tránh tạo ra một sự nhàm chán. Thế thì sau một thời gian nghiên cứu và thử nghiệm thì tôi vẫn thấy rằng là có lẽ người nghe tôi trên kênh YouTube này vẫn là những người mà khá là chân thành là một, hai nữa là khá là trung thành với các cái nội dung cũng như là các cái hình thức mà anh chị đã đem lòng yêu mến. Cho nên vì vậy là nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn quyết định sử dụng cái format là ngồi ở trong ô tô. Thực ra thì cũng không phải là tạo ấn tượng gì đâu, mà quan trọng đó là nó cũng phù hợp với công việc của tôi thường xuyên bị di chuyển và ít khi có mặt ở văn phòng cũng như ở một cái nơi cố định, mà cũng chỉ là tranh thủ cái thời gian khi mà giữa các cái cuộc gặp hay là các cái cuộc họp thì có thể là ngồi trong ô tô để làm cái clip để phục vụ cho quý bà con. Ngồi trong ô tô thì nó có một cái cũng hay, đó là cái không gian nó tương đối là yên tĩnh, cho nên vì vậy là nó không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn xung quanh, cũng có thể là tập trung để làm cái nội dung nó tốt hơn. Và anh chị em cũng thông cảm là bởi vì làm trong ô tô cho nên vì vậy là cái không gian nó không được là rộng cho lắm, rồi là cái hình ảnh nó cũng sẽ không được đẹp. Cho nên vì vậy ngay cả cái công cụ để mà hỗ trợ làm clip ở trong ô tô nó cũng rất là hạn chế. Thực ra đây chỉ là cái điện thoại gắn lên một cái chân đế ngắn ngắn thế này thôi, chứ không có được nhiều các cái góc quay. Thế tuy nhiên thì sẽ cố gắng tập trung vào cái gọi là nội dung và content muốn truyền tải cho mọi người, và rất mong anh chị em tiếp tục là ủng hộ. Thế thì cái nội dung ngày hôm nay thì tôi vẫn nghĩ rằng là có rất nhiều bạn và anh chị em có hỏi tôi về việc là em rất là muốn làm giàu nhưng mà em lại không có tiền, em lại không có vốn, em lại không có quan hệ, em không có kiến thức và kỹ năng. Thế thì làm thế nào để có thể trở nên giàu có? Thực ra đây là một cái câu hỏi mà trả lời đi trả lời lại trong rất nhiều các cái clip. Và đặc biệt đến giờ tôi nghĩ là cũng không ai có đủ khả năng là đưa ra một câu trả lời gọi là hoàn hảo. Tuy nhiên thì ngày hôm nay tôi xin phép được chia sẻ góc nhỏ thôi. Đó là chúng ta không có gì trong những thứ mà tôi vừa nêu. Thế tuy nhiên thì chúng ta lại có thể hoàn toàn cho đi, hoặc là chúng ta nên đầu tư, hoặc là chúng ta có thể hào phóng trong ba cái thứ sau đây. Và nếu chúng ta chịu khó đầu tư hoặc là hào phóng chi ra ba thứ sau này thì chắc chắn chúng ta vẫn có thể kiếm được tiền. Giàu có thì không nói, nhưng mà có một cuộc sống khá giả thì tôi nghĩ là cũng có thể được. Cái đầu tiên đó chính là chúng ta phải hào phóng đầu tư vào cho việc học hành. Có rất nhiều anh chị là lười học lắm ạ, phải dùng một từ là lười học lắm. Ở công ty Rosa Bota tôi thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo, tôi biết mà. Một cái chương trình đào tạo thế này nếu mà để mà gọi là lấy phí thì có khi anh chị em đi ra bên ngoài học, anh chị sẽ biết là đóng một cái chương trình học như vậy người ta thu vài triệu đồng, thậm chí là vài triệu, vài chục triệu đồng. Thế nhưng mà khi mà tổ chức đào tạo ở Rosa Bota dành cho các cái đại lý mới hay là dành cho những người mà muốn làm kinh doanh ấy, thì chúng tôi đào tạo miễn phí cả. Và bằng chứng là một năm có thể đào tạo tầm khoảng vài chục buổi như thế. Vậy tính ra là một số tiền rất lớn. Thế nhưng mà nói thật là mời đi học miễn phí cũng còn khó, chưa nói gì là thu phí. Và mọi người sẵn lòng đánh đổi một cái chương trình đào tạo như vậy với một cái lý do rất là buồn cười. Nào là em ở nhà không có ai trông con, rồi là hôm nay là cuối tuần thì em đi cả tuần rồi thì cuối tuần em không muốn đi nữa. Hay là em cảm thấy người hôm nay hơi mệt, thậm chí là ra khỏi nhà hôm nay cái xe máy của em nó lại không nổ được, cho nên vì vậy là em chả muốn học. Thế còn tổ chức đào tạo và online buổi tối thì giờ này thì em chưa ăn cơm xong, rồi là buổi tối thì con em nó không muốn là mẹ nó lại tập trung vào cho cái màn hình máy tính, rồi là chồng em bảo là hôm nay chồng em phải đi nhậu cho nên em phải ở nhà, em có mấy đứa con nhỏ thì em không có thời gian để mà vào học được. Tóm lại là nhiều lý do lắm. Và nếu như cái lý do đó nó chỉ xảy ra một lần, hai lần thì được. Nhưng mà vấn đề là lần nào tổ chức cũng chỉ có những con người rất chăm học thì có mà thôi. Còn những người mà gọi là lười học đó thì trăm vàn cái lý do. Và nếu mà theo đúng những gì mà họ nói thì có lẽ họ là những người bận rộn nhất thế gian này. Thế còn những người như tôi chẳng hạn thì chắc là những người dỗi việc. Bởi vì hầu như lúc nào cũng có thể là online, lúc nào cũng có thể là đứng trước cái màn hình điện thoại được ấy.
Thì đấy là lý do đầu tiên, tức là chúng ta không dám đầu tư cái thời gian của chúng ta cho việc học hành. Nói gì đến việc là chúng ta đầu tư tiền để mà đi theo các cái khóa học hay là đi mua sách, mua vở. Thế cho nên vì vậy là chúng ta không có gì, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thời gian. Và thay vì để cái thời gian đó lãng phí vào những việc này, việc khác, thì chúng ta nên đầu tư thời gian cho việc học tập và nâng cao kiến thức, trình độ bản thân lên. Người ta có một câu đó là tiền của bạn tới đâu là do kiến thức của bạn tới đó. Tất nhiên là không phải là kiến thức có thể quy ra tiền được ngay, hoặc là kiến thức cũng phải là đem lại cho bạn tiền ngay ngày mai. Thế nhưng mà bằng cách nào đó, đúng không ạ, thì có thể đem lại cho chúng ta cái kiến thức. Thì đấy là cái việc đầu tiên. Cái thứ hai là chúng ta nên cho đi những gì mà chúng ta có hiểu biết. Tôi nghĩ rằng mỗi một con người trong cuộc đời này đều có một cái gì đó là hiểu biết, hay là có một cái kỹ năng, hay là có một cái vốn sống mà hoàn toàn có thể đem ra để chia sẻ cho người khác được. Trong công ty của tôi thì tôi cũng nói rất nhiều anh chị em là nên lập một cái kênh TikTok, hay là lập một cái kênh YouTube, hay là lập một cái kênh Facebook. Và chúng ta hãy đừng lười đến mức độ mà đăng bài trên đó mà cũng chẳng có bài gì để đăng. Tôi cũng nói thật lòng với các bạn là nhiều khi mình chỉ sợ mình đăng bài nhiều quá gây cho mọi người cảm thấy khó chịu thôi, chứ còn thực ra thì nội dung thiếu gì có thể đăng đâu. Đúng không ạ? Bạn kho một nồi cá kho, bạn thấy ngon, bạn có thể đem ra bạn khoe cái thành quả của mình và bạn hướng dẫn người ta kho cá được ngon như mình. Hôm qua bạn dẫn con đi chơi, bạn thấy có một địa điểm rất là đẹp, bạn có thể là quay lại và chia sẻ một cái địa điểm như vậy để những bố mẹ khác có thể là đi theo. Hay là thậm chí là nhà bạn muối dưa rất là ngon, bạn làm thế nào để có một hũ dưa ngon như thế, bạn có thể quay lại và bạn đăng lên TikTok hay là YouTube về hướng dẫn người ta muối dưa. Thực ra nó thật có quá nhiều các cái chủ đề. Thậm chí là bạn ngồi bạn vá quần áo đi, bây giờ có mấy người biết vá quần áo đâu. Thế nhưng mà những cái bộ quần áo mà đôi khi mình cũng cần phải vá lại chứ đâu phải cứ hơi hỏng thì mình vứt đi, đúng không ạ? Bởi vì nó còn nhiều câu chuyện đằng sau, không phải là câu chuyện chỉ là tiết kiệm. Thế nhưng mà đấy cũng là một cái kỹ năng mà hướng dẫn cho mọi người để mọi người biết, để mà mọi người có thể là tập tọng vá quần vá áo, nó cũng có cái thú vui riêng của nó. Thế nhưng mà đại đa phần là chúng ta chả muốn làm cái gì cả. Chúng ta cứ mặc định rằng ôi trời chả ai xem đâu anh ạ, ôi cái này ai ta cần, không phải thế. Bởi vì các bạn nên nhớ rằng là ở xã hội này ấy, luôn có các cái mẫu người, luôn có các cái kiểu người, luôn luôn có các cái nhóm người khác nhau. Và người ta luôn luôn muốn theo dõi những cái người giống mình. Thế thì nói thật với các bạn thì có thể giống tôi nói rồi, có thể bạn không thích ăn dưa lắm, nhưng mà có rất nhiều người Việt Nam thích ăn dưa cà mà. Nhưng mà người ta không biết muối thế nào cho nó ngon. Thế cho nên vì vậy bạn mà làm một cái clip hướng dẫn muối dưa cà lên, có nhiều người theo dõi mà. Đúng không? Hay là chúng ta xem, chúng ta thấy rằng thỉnh thoảng có một số anh lên trên mạng chả nói gì cả, cứ nhìn vào cái màn hình thỉnh thoảng cứ cười cười ấy. Thì thực ra xã hội cũng có nhiều người chả làm gì cả mà hàng ngày ngồi nhìn màn hình cười cười mà. Thế người ta cũng muốn nhìn một cái người mà cũng đang cười cười trước màn hình xem có gì hay ho không, thật mà. Thế cho nên vì vậy chúng ta cứ làm và chúng ta cho đi. Thế còn nếu mà chúng ta lại dày công hơn một chút, chúng ta lên trên mạng tìm kiếm những câu nói hay, chúng ta lên trên mạng sưu tầm những câu chuyện tạo động lực thú vị, rồi là chúng ta bắt đầu biên tập lại một chút, chúng ta đưa yếu tố cá nhân vào, ví dụ như là lời bình luận hay là cái câu chuyện của bản thân, rồi sau đó chúng ta chia sẻ lại trên mạng. Tôi nghĩ rằng đấy là một cách cho đi. Bởi vì nguyên tắc của làm giàu là gì? Bạn muốn nhận được cái gì của ai đó thì bạn phải cho cái gì đó đi trước. Cho nên vì vậy bây giờ bạn chả cho đi cái gì cả. Thậm chí kể cả là một cái sự copy, thậm chí là một cái sưu tầm của bạn, bạn cũng chẳng dành thời gian để bạn cho đi, thì làm sao người khác có thể cho bạn những cái khác nó có giá trị hơn được. Cho nên vì vậy đấy là cái câu chuyện mà bạn cần phải cho đi. Thế cho nên vì vậy tôi cũng quay trở về cái câu chuyện làm YouTube. Rõ ràng rằng nếu các bạn bảo là tôi bận thì tôi cũng bận thật, mà các bạn bảo tôi rảnh thì tôi cũng lúc tôi rảnh như bây giờ chẳng hạn. Mặc dù đây tôi đang ngồi dưới cái nhiệt độ 40+ độ và ngồi trong xe, tôi phải bật ô tô lên thế này, ngồi không ở trong đây. Thứ nhất là tôi cũng tốn xăng mà, tôi cũng tốn thời gian mà, và hơn nữa tôi phải chịu nóng thay vì việc tôi ngồi trong văn phòng. Thế nhưng mà rõ ràng rằng là mình làm cái việc thế này, tí nữa có thể có 100 người xem hay là có 1.000 người xem, nó cũng còn tốt hơn là mình không cho đi cái gì cả. Thế còn thì mọi người cũng đừng nghĩ rằng là mình phải làm cái gì đó ra tiền ngay. Tôi làm kênh YouTube này tôi đâu có kiếm được cái gì đâu. Đúng ạ, nói thì các bạn không tin, thực ra đây này, những cái thời kỳ mà tôi làm kênh YouTube gọi như là làm nhiều ấy, cái thời kỳ dịch năm 2021-2022 mà nhiều người thấy tôi ra clip liên tục ấy, thì tôi được kênh YouTube đâu đó một tháng ấy, trả về cho tài khoản của tôi được 3 triệu đồng ấy. Thực ra 3 triệu cũng là một số tiền quý, độ đáng quý đúng không ạ? Nhưng mà nếu bảo là tôi bỏ ra nhiều thời gian như vậy để tôi kiếm 3 triệu thì thật sự là không phải là cái tôi hướng tới. Đấy, tất nhiên có nhiều người làm YouTube người ta kiếm được vài chục triệu, vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng, đấy là người ta làm chuyên nghiệp, chứ còn tôi đấy chỉ là chia sẻ và cho đi thôi.
Đúng ạ, 3 triệu đồng nhiều khi tôi nghĩ đi nghĩ lại trả bỏ cho mình ngồi làm bất kỳ cái clip nào. Thế nhưng mà không phải vì thế mà mình không làm, mà mình vẫn cứ phải làm, bởi vì đơn giản rằng mình cho đi thì mình mới nhận lại được. Mà bằng chứng là tôi nhận được rất nhiều cái tình cảm yêu quý, rồi là mến thương của anh chị. Đấy cũng là điều mà chúng ta cần phải làm rồi. Và cái điều thứ ba chúng ta cần phải cho đi, đúng không ạ? Là chúng ta cho đi cái gì bây giờ? Nào, chúng ta xem lại nhé. Đầu tiên là chúng ta cho đi đầu tư và thời gian này. Thứ hai nữa là chúng ta cho đi cái gọi như là sự chia sẻ của chúng ta cho mọi người này. Thế còn điều thứ ba là chúng ta cho đi một cái sự giúp đỡ. Một cái sự giúp đỡ cụ thể, đúng không ạ? Còn cho đi thì là cho đi chung chung. Thế giúp đỡ thì bạn có thể giúp đỡ được ai? Thế thì khi bắt đầu đi làm kinh doanh thì tôi vẫn nói rồi là có thể những ngày đầu tiên bạn chả bán được cái gì, bạn chả kinh doanh được cái gì. Nhưng mà tôi thấy là tất cả những người mà mai sau họ làm giàu được, họ đều có một cái tinh thần là giúp đỡ người khác. Bạn có nhìn xung quanh bạn, có rất nhiều người muốn bạn giúp một cái gì đó mà. Bạn đang đi trên đường, có thể là bạn thấy một cái con đường nó đang gồ ghề, sỏi đá nó bị văng lở ra chẳng hạn. Bạn có thể xuống là bạn quét, bạn giúp người ta gọi như là dặm lại cái con đường, cái đoạn đường đỏ chẳng hạn. Đấy cũng là một sự giúp đỡ, đúng không nào? Hay là bạn thấy là hàng xóm đang loay hoay, đang chật vật làm một cái gì đó, thì bạn cũng có thể sang giúp người ta. Rất đơn giản thôi. Đấy, hay là thỉnh thoảng bạn đi ở ngoài đường, bạn thấy những cái lúc mà có ai đó cần bạn hỗ trợ một điều gì đấy. Kể cả việc mà bạn thấy là ai đó đi ô tô trên đường, người ta bật cái cốp ở đằng sau ra, quên là không đóng vào, hay là đi xe máy không gạt chân trống, bạn hoàn toàn để giúp đỡ người khác bằng cách là lên nói với người ta một câu rằng: bạn ơi, xe của bạn chưa bật chân trống lên kìa, hoặc là bạn ơi, tôi thấy khói xe bạn xịt ra trông nó hơi bị bất thường. Tất cả những cái sự giúp đỡ như vậy nó đều sẽ được đáp trả, đúng không ạ? Bằng những cái nụ cười, bằng những lời nói cảm ơn. Hay là mai sau bạn có thể tạo dựng được một mối quan hệ ở ngoài đường, ngoài chợ thôi, nhưng mà nó có thể là sẽ trở thành khách hàng của bạn, đối tác của bạn trong tương lai. Thực ra mà nói thì khi người ta giúp đỡ người khác, không ai mong muốn là nhận được lại ngay một cái gì, mà đều làm một cách nó tự tâm, và nó đều làm một cách nó hoan hỉ và phấn khởi, và không yêu cầu bất kỳ một điều gì khác. Thế nhưng mà các bạn hãy tin tôi đi, cuộc đời này nó vốn dĩ rất là công bằng đấy. Hôm nay bạn giúp người khác cái này thì hôm sau người khác sẽ giúp bạn điều khác, mà chẳng bao giờ bạn biết được bạn sẽ được giúp cái gì đâu. Cho nên vậy ngày hôm nay là bạn hãy cố gắng là giúp đỡ người khác đi. Trong các cái chương trình đào tạo của tôi, ở trong các cái lớp in-house ấy, thì tôi hay có một cái bài tập nho nhỏ là cái lúc nghỉ giải lao, ví dụ như là lúc 1 giờ rưỡi chiều này, thì tôi cho nghỉ giải lao buổi trưa và buổi chiều, thì tôi hay yêu cầu mọi người đứng dậy và hãy làm một việc, đó là hãy đấm lưng cho người phía trước. Đấm lưng cho người phía trước xong tôi lại yêu cầu là hãy bóp vai cho người phía trước, rồi sau đó hãy day đầu cho người phía trước, rồi sau đó lại là gọi như là gọi như là bóp gáy cho người phía trước. Thế thì khi mà tôi yêu cầu như vậy thì một số anh đứng dậy là cái kiểu ngại ngầm theo ý rằng là ôi giời, đang buổi trưa nên buồn ngủ chết đi được ấy, tự nhiên lại bắt đứng dậy đấm lưng cho người phía trước, tại sao tôi lại phải đấm cho người phía trước mà không phải là tôi được đấm, ví dụ thế chẳng hạn. Thế thì sau khi mà làm như vậy xong thì tôi hay yêu cầu nó quay ngược trở lại. Thì tức là nếu trước đây bạn đấm cho một người nào đó thì sau đó người ta sẽ quay lại đấm lưng cho bạn. Rồi là nếu mà bạn gọi như là day thái dương cho người phía trước thì người phía trước lại cũng sẽ quay lại day thái dương cho bạn. Thế thì sau khi quay lại như vậy rồi thì tôi lại yêu cầu quay lại một lần nữa. Và cái số lần mà cứ quay đi quay lại như vậy đó tùy thuộc vào tôi chứ không phụ thuộc vào các bạn. Thế sau đó tôi mới đưa ra một thông điệp rất đơn giản thế này. Khi tôi thấy một số người đứng dậy đấm lưng cho người phía trước chẳng hạn, thì hay suy nghĩ là ôi giời, tự nhiên lại phải đấm lưng cho người phía trước. Thế là đấm với thái độ rất là hời hợt, đấm với kiểu này. Một số anh thì bảo chả mấy khi được đấm cái thằng này bị đấm này. Thế nhưng mà rõ ràng là tất cả những gì mà bạn cho đi, bạn đấm nhẹ thì tí bạn quay lại bạn cũng sẽ được người khác đấm cho bạn rất nhẹ. Còn bạn đấm người ta theo kiểu là hằn học thế này thì kiểu gì người ta quay lại người ta còn trả thù bạn gấp đôi ấy. Hơn nữa là khi mà người ta quay lại rồi thì một số người được quay lại cho nó là bây giờ đến lượt là tớ được đấm bạn, hay là đấm rất mạnh thế này. Thế nhưng mà nhỡ đâu tôi nói quay lại một lần nữa thì sao, thì như vậy là bạn sẽ ăn đủ dựa trên những gì mà bạn vừa tạo ra. Thế cho nên vì vậy tôi vẫn nghĩ rằng là không bao giờ chúng ta biết được cuộc sống này sẽ trả lại cho chúng ta cái gì, rồi là tương lai của chúng ta sẽ ra sao. Thế nhưng mà trước khi mà chúng ta nhận được cái gì đó thì tôi tin rằng là chúng ta hãy nỗ lực cố gắng làm thật tốt những gì mình có thể làm cho người khác, thì cuộc đời sẽ luôn luôn hoan hỉ trả lại chúng ta thôi. Cho nên trong kinh doanh là như vậy. Tôi vẫn nghĩ rằng những người bán hàng xuất sắc đều là những cái người mà có cái khả năng và có cái tố chất giúp đỡ người khác ở mọi nơi mọi lúc.
tất cả những cái người mà luôn luôn gặp may đó là luôn luôn những người đã tạo ra những sự giúp đỡ, những sự hỗ trợ người khác mà không suy tính gì thì cũng sẽ nhận được gặp sự gặp may mắn mà thôi. Thế còn lúc nào chúng ta cũng tính toán, lúc nào chúng ta cũng so kè, lúc nào chúng ta cũng phải hỏi xem tôi được cái gì tôi mới làm như thế, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ khó nhận được cái sự thành công trong cuộc đời này lắm. Nói đến đây thì tôi cũng xin phép được nói chậm lại một chút, bởi vì một số người sẽ nói rằng vâng, bây giờ ông có tiền rồi hoặc là ông thành công rồi, ông nói cái gì chẳng đúng. Chúng tôi ăn còn chưa đủ, thời gian làm việc còn căng thẳng, lấy cái gì ra để mà chúng tôi làm những việc bao đồng như thế. Thực ra tất cả những gì mà chúng ta nói ấy, nó đều là cái lý do, nó giải thích cho cái việc chúng ta không muốn làm mà thôi. Ở công ty Rosa Boita của tôi thì tôi thấy rằng là có rất nhiều người đi bán hàng cho công ty của chúng tôi. Họ rơi vào tình trạng là cũng không có vốn nhiều, họ cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi, họ cũng không có tiền bạc, không có quan hệ. Và bằng chứng là có rất nhiều bạn ở các tỉnh, các bạn làm công nhân ấy, làm công nhân cho các cái nhà máy ở các tỉnh hay gọi là đi làm công ty đấy. Thế nhưng mà các bạn lại làm theo ca kíp rất là bận. Có những bạn kể với tôi là một ngày các bạn phải làm 10 tiếng đồng hồ. Và làm việc trong dây chuyền thì các bạn biết rồi là không có thời gian. Thế nhưng mà các bạn vẫn thực hành được tất cả những gì mà tôi vừa chia sẻ. Họ vẫn dành thời gian để học tập, nâng cao trình độ. Họ vẫn có thể giúp đỡ nhau trong công việc. Và về đến nhà rồi thì mặc dù bạn đi làm 10 tiếng thì thời gian còn lại bạn vẫn là ở nhà mà. Bạn vẫn có thể giúp đỡ được những người xung quanh. Rồi là bạn vẫn có thể làm những cái nội dung để mà chia sẻ với mọi người. Thậm chí bây giờ nhé, các bạn làm một cái kênh TikTok hay là kênh YouTube để chia sẻ về cái cuộc sống thường nhật của các công nhân thì... Như chúng tôi chẳng hạn, đâu phải lúc nào chúng tôi cũng hiểu được là trong một cái công xưởng hay là trong một cái dây chuyền sản xuất thì thực ra mọi thứ nó vận hành như thế nào. Tất nhiên, trừ những cái nội dung mà người ta cấm không được public hay là những cái khu vực không được phép quay chụp. Thế bạn không quay chụp được thì bạn vẫn có thể là diễn tả bằng lời mà, đúng không ạ? Bạn kể lại công việc hay là những cái niềm vui nỗi buồn trong công việc của bạn, bạn chia sẻ ra với cộng đồng những người xung quanh cũng là một sự chia sẻ mà. Thế rồi là bữa cơm của công nhân bạn chuẩn bị như thế nào, đúng không? Một cái buổi tối sinh hoạt văn nghệ trong khu xóm công nhân với nhau, các bạn vui vẻ ra sao? Các bạn vẫn có thể làm một cái content các bạn chia sẻ cho mọi người được mà. Thế nhưng mà vấn đề chúng ta không muốn làm điều đó thôi, đúng không ạ? Và khi mà tôi đi dự những cái buổi gọi là offline của những cái người làm về nội dung hay là những người gọi là sáng tạo nội dung ấy, thì tôi mới thấy rằng là đất nước này và xã hội này có quá nhiều nội dung có thể làm, có quá nhiều các cái chia sẻ mà người khác rất quan tâm. Thế cho nên vì vậy một ông bố đơn thân, đúng không ạ, nuôi nấng con của mình lớn lên như thế nào cũng trở thành một cái kênh tốt, một cái YouTube rất là thu hút hay là một cái content rất là hấp dẫn. Hay là một người bán hàng rong ở ngoài vỉa hè thôi cũng có thể trở thành một cái nội dung rất là hay, rất nhiều người quan tâm, lưu tâm. Hay là anh chị em làm xe ôm thôi, có thể tả lại một ngày một cái người xe ôm từ lúc buổi sáng ra cho lúc buổi tối về nhà, trải qua những cái cung bậc cảm xúc thế nào, gặp những kiểu khách hàng nào, cũng có thể là một kênh dạy bán hàng rất hay, chứ không chỉ là một chuyên gia chia sẻ như chúng tôi. Thế cho nên vì vậy là khi chúng ta đã muốn làm thì chúng ta có rất nhiều các phương pháp, chúng ta có rất nhiều quyết tâm để làm. Còn nếu chúng ta không muốn làm rồi, chúng ta có rất nhiều các cái lý do, và chúng ta sẽ đưa ra các cái lý do đấy để mà biện minh cho cái việc trì trệ và không làm của chúng ta. Và khi chúng ta không thay đổi tất cả những cái điều đó thì cái việc mà chúng ta có đủ điều kiện để kinh doanh là không thể. Tôi nói có ai mà tự nhiên có quan hệ đâu, có ai tự nhiên có vốn và có ai tự nhiên có được các cái sự hỗ trợ để mà kinh doanh đâu, đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều bắt đầu từ con số không tròn trịnh. Và khi chúng ta bắt đầu làm việc gì đó thì khó khăn là nhiều, đúng không nào? Tôi làm ngân hàng, tôi không biết gì về ngành ngân hàng, rồi khó khăn cũng bủa vây tôi. Tôi sang làm lĩnh vực về y dược nó cũng thế, tôi sang làm về lĩnh vực giáo dục đào tạo nó cũng vậy, và kể cả sắp tới tôi có làm lĩnh vực gì cũng vậy thôi. Hay là tôi đang có một cái dự án là chia sẻ cho các con, cũng thế, đúng không ạ? Làm gì mà tôi có cái kiến thức, cái kỹ năng cũng như là tôi có được một cái sự hỗ trợ, một cái nhà mạnh thường quân nào đầu tư để cho tôi có thể làm cái chương trình mà gọi là đào tạo cho các con trên khắp mọi miền, vùng miền của Việt Nam với số lượng ước tính lên đến 100.000 trẻ em đâu. Nhưng mà tất cả khi bắt đầu mình vào làm thì mình lại phải nghĩ đến cái việc là đầu tiên là mình cứ cho đi, mình biết cái gì mình cho đi cái đấy đi, mình dành thời gian cho nó đi, và mình giúp đỡ mọi người bằng cái tâm của mình đi, rồi chắc chắn một ngày mình trở thành hoàn thiện và mọi người cũng sẽ trả lại mình rất nhiều thứ. Hay cho nên hôm nay cái nội dung clip này nó cũng chỉ ngắn gọn đơn giản như vậy thôi, thì cũng đánh dấu cho cái sự trở lại của tôi trên kênh YouTube. Và tôi sẽ cố gắng là một tuần dành ra được tầm khoảng là 2-3 clip để phục vụ cho anh chị em, và rất mong nhận được cái sự ủng hộ của tất cả mọi người. Cảm ơn chị em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip sau.